giải mã bí mật bên trong nhà tù Hỏa Lò, nơi được coi là nhà tù 5 sao của phi công Mỹ. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà tù Hỏa Lò được bảo vệ nghiêm ngặt và bí mật nhất ở Hà Nội. Lý do thật đơn giản, vì đây là nơi giam giữ hàng trăm phi công Mỹ bị bắt trong chiến tranh Việt Nam. Nếu nói một cách công bằng, Mỹ sang xâm lược đánh phá nước ta. Chúng ra tay tàn nhẫn với dân ta và để lại rất nhiều những bằng chứng về vết thương chiến tranh mà cho đến nay vẫn còn đang hiện hữu. Hay như nhà tù Côn Đảo, những cảm giác xót xa, đau đớn và rùng mình khi nhìn thấy những tù nhân kham khổ của chúng ta cũng đủ biết Mỹ đã hành hạ những anh hùng của chúng ta ra sao. Vậy tự hỏi, tại sao khi bắt được chúng ta không thể trả thù? Họ lấy cớ gì để tỏ ra oan ức và rêu rao khắp truyền thông như vậy? Thế nhưng, sự thật lịch sử có phải như vậy hay không? Và thật sự Việt Nam chúng ta đã đối xử với cựu binh Mỹ ra sao? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời qua video ngày hôm nay. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, nhấn đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực nhé! Giáng sinh đặc biệt của phi công Mỹ trong khách sạn Hilton Hà Nội. Dành cho những ai chưa biết thì cho đến nay, nhà tù giam giữ Hỏa Lò vẫn thường được nhắc đến với những cái tên gọi khác nhau như khách sạn Hilton Hà Nội hay khách sạn vỡ tim. Còn tại sao lại được gọi như vậy thì các bạn cứ xem hết video. Các bạn chắc chắn sẽ tự có câu trả lời cho mình. Quay trở lại với cuộc sống tù binh Mỹ khi bị tóm sống bởi Việt Cộng và nhân dân ta, có một sự thật chắc chắn phải nhắc đến, đó chính là mùa Giáng sinh năm ấy, năm 1972. Theo chia sẻ của một trung úy hải quân Mỹ từng bị giam giữ tại Hilton, Hà Nội trong một bức thư vào ngày 13 tháng 3 năm 1969 từ trại giam Hỏa Lò. Trong suốt thời gian bị giam, tôi không bị chấn thương gì cả và còn được viết thư gửi về gia đình. Chính quyền trại còn cho phép tôi tận hưởng những ngày lễ như Giáng sinh, lễ phục sinh, Tết bằng việc phục vụ những bữa ăn lớn và phát kẹo hoặc những thứ khác để ăn và uống. Tôi cảm thấy khá ổn, chỉ bị cảm nhẹ một đợt, còn lại sức khỏe của tôi ổn. Tôi trân trọng việc họ đã tha mạng cho tôi và mọi thứ được đây. Như bức thư đã mô tả, đời sống của họ tại các trại giam rất ổn, dù thời điểm đó, chính những người dân Việt Nam còn sống kham khổ vì chiến tranh. Một bức ảnh dù đã mờ dần theo năm tháng nhưng cũng đủ để nhìn ra. Nếu không để ý đến bộ quần áo tù nhân của họ, liệu có ai nghĩ đây là khung cảnh dành cho những người ngồi tù hay không? Bánh mì, súp, còn có cả bia. Có hôm còn có cả ngỗng quay, món ăn truyền thống trong dịp Giáng sinh của người Mỹ. Nếu nhìn kỹ phía sau cũng có thể thấy, chúng ta thậm chí còn chuẩn bị cả cây thông mừng Giáng sinh cho họ. Các phi công Mỹ lúc đó còn được học hát và cùng biểu diễn với nhau trong lễ Giáng sinh. Còn đây chính là bức tranh do một phi công Mỹ đã vẽ trong trại nhân dịp đón Giáng sinh năm ấy. Bức tranh mô tả ông già Noel đi một đoàn tàu hỏa chở đầy quà. Trên tàu treo rất nhiều quả chuông. Chưa hết đâu, vào mỗi dịp Giáng sinh, bác Hồ của chúng ta còn viết cả thư cho các tù binh Mỹ bằng tiếng Anh. Thử hỏi, nếu bị chúng ta hành hạ như cách mà Mỹ hành hạ các anh hùng của chúng ta trong Côn Đảo, thì liệu thế giới bây giờ có thể nhìn thấy những hình ảnh này được hay không? Thế nhưng, đây chỉ là một góc của sự thật. Bởi những mảng màu phản ánh chân thực nhất sự nhân đạo thực sự của người Việt thì không thể không kể đến những ưu ái đặc biệt mà Việt Nam ta đã làm với họ. Những đãi ngộ đặc biệt trong Hilton Hà Nội. Không phải ngẫu nhiên các phi công Mỹ gọi nhà tù Hỏa Lò là khách sạn Hilton hay khách sạn vỡ tim. Nghe tên thì chắc hẳn nhiều bạn đã đoán ra, phải nhân đạo và đãi ngộ ra sao thì họ mới gọi nhà tù Hỏa Lò với cái tên hài hước và cao cấp như vậy. Lúc bấy giờ, trong điều kiện đất nước đang có chiến tranh, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn tạo những điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của phi công Mỹ, được chăm sóc với một chế độ đặc biệt, thậm chí còn cao hơn so với cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Lúc đó, phi công Mỹ được hưởng tiêu chuẩn ăn 1,6 đồng trên một ngày, trong khi tiêu chuẩn ăn áp dụng cho cán bộ, chiến sĩ của ta chỉ là 0,68 đồng trên một ngày. Vào các bữa ăn chiều, mặc định các phi công Mỹ sẽ luôn được ăn bánh mì kẹp và trứng rán, cùng với một bát súp thịt hầm khoai tây hoặc những thứ rau củ khác tùy loại. Ngoài tiêu chuẩn về ăn uống, với những tù binh nghiện thuốc lá còn được phát cho 3 điếu tam đảo bạc mỗi ngày. Loại thuốc này được cho là mặt hàng xa xỉ, rất khó mua và thường được cho là chỉ những người có tiền mới dùng được. Trong trại giam, họ thường xuyên được tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí,
được ra sân chơi bóng chuyền, bóng rổ, đọc sách báo, được nghe tin tức qua đài phát thanh. Thậm chí, trong phòng còn có thêm những hiện vật như những cây đàn guitar, bộ cờ, lưới sân bóng chuyền. Việc chăm sóc sức khỏe cho phi công Mỹ được đảm bảo chu đáo, kịp thời. Ngoài việc được cứu chữa vết thương do nhảy dù sau khi máy bay bốc cháy, các phi công còn được bác sĩ ở Viện Quân y 108, 103 và 354 đến khám và chữa bệnh theo định kỳ. Với những người gầy yếu hoặc ốm đau sẽ được ban chỉ huy trại quyết định cho ăn chế độ bồi dưỡng đặc biệt, tăng lên 3,2 đồng trên một ngày. Thời gian sau, mức ăn có khi còn được nâng lên tới 7 đồng trên một ngày. Chúng tôi ăn canh hoặc bánh mì hoặc cơm 2 lần một ngày. Thực phẩm hồi đó rất khan hiếm, ngay cả với những người đang giam giữ chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn có súp, 3 tháng là súp bí ngô, rồi lại 3 tháng là súp bắp cải. Nên nhớ rằng, đồng tiền ở miền Bắc ngày đó rất có giá trị. Lương tháng của đồng chí trưởng ty công an tỉnh là 115 đồng. Một bát phở ngon có giá 3 hào, một que kem ở bờ hồ Hoàn Kiếm trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ có 5 xu. Vì được hưởng tiêu chuẩn cao, nên hầu hết các tù binh Mỹ thường ăn không hết suất, cơm và thức ăn thì thừa nhiều. Ban chỉ huy trại quyết định sử dụng số thức ăn đó để nuôi lợn. Thời gian cao điểm, bộ phận hậu cần của trại tù binh Hỏa Lò nuôi tới 40 con lợn béo. Khi lợn to được xuất chuồng, số thịt tăng ra và tiền bán lợn đó lại được sử dụng để bổ sung cho bữa ăn của tù binh. Đến những ngày lễ, ngày Tết của Việt Nam và cả Mỹ, các tù binh còn được cho ăn uống đặc biệt hơn. Ngoài việc gói bánh chưng, cuốn nem rán, bộ phận hậu cần của trại thường mang giấy giới thiệu đi về tận Hà Bắc hoặc Sơn Tây để mua gà Tây về quay, chế biến món cơm rang thập cẩm. Cơm có cả thịt, trứng và rau, uống với bia trúc bạch, thứ đồ uống mà tù binh Mỹ rất thích. Ăn xong thì thậm chí còn có hoa quả và bánh kẹo nữa. Để các tù binh có phương tiện chơi thể thao thường xuyên, trại phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng chí Tạ Đình Đề, người phụ trách xưởng sản xuất dụng cụ của Tổng cục Thể dục Thể thao. Thỉnh thoảng, trại còn cho mời các nghệ sĩ của đoàn văn công Tổng cục Chính trị đến biểu diễn cho bộ đội và cho cả tù binh Mỹ cùng thưởng thức. Tù binh Mỹ lúc đó ai ai cũng khoái, vỗ tay rào rào, yêu cầu hát đi hát lại. Nói chung, tù binh Mỹ được ăn uống đầy đủ tới mức khiến nhiều cán bộ chiến sĩ của ta phải thắc mắc. Tại sao ở nhiều nơi, bộ đội và nhân dân ta còn phải ăn độn thêm khoai sắn mới đủ no, mà lại dành khẩu phần ăn tốn kém như vậy cho những kẻ đã từng gây bao nhiêu tội ác với đồng bào ta? Và câu trả lời không thể hoàn hảo hơn từ những vị cấp trên. Tù binh Mỹ là vốn quý và tài sản để sau này chúng ta có thể đấu tranh trên mặt trận ngoại giao với địch. Cán bộ chiến sĩ của trại phải xác định rõ, chăm sóc đảm bảo tốt sức khỏe cho tù binh cũng là một nhiệm vụ đặc biệt. Rất nhiều cựu chiến binh Mỹ khi quay lại Việt Nam cũng từng xác nhận. Một trong số đó, cựu phi công Mỹ Robert G. Carton bị bắn rơi máy bay hồi năm 1972 trong một lần thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, nơi mình từng sống, đã chia sẻ lại rằng: "Trong chiến tranh Việt Nam, tôi cũng như những người lính Mỹ khác đều thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi bị bắn rơi, tôi đã được đối xử tử tế. Việc đối xử này thậm chí còn tốt hơn những gì tôi đã nghĩ. Trong chuyến đi trở lại Việt Nam lần này, tôi rất mừng khi đất nước các bạn thực sự phát triển và con người Việt Nam vẫn vậy, tốt bụng, mến khách, đón chào chúng tôi. Chỉ có một điều mà tôi lấy làm tiếc là chưa có cơ hội gặp lại người phi công đã bắn rơi máy bay của tôi." Hay như một hạ sĩ phi công Mỹ, trước khi được trao trả về quê hương cũng từng đề xuất xin một lá cờ Việt Nam để giữ làm kỷ niệm. Ông cho rằng đó là biểu tượng đặc biệt cho tất cả những gì mà ông đã học được trong quá trình bị giam giữ tại Hỏa Lò và giúp ông nhớ về cuộc chiến tranh trường kỳ bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam. Nhớ lại những ngày cuối tháng 12 năm 1972, ông kể: "Tôi ở Hỏa Lò rất ngắn, nhưng lại đúng vào những đêm B-52 ném bom. Tất cả mọi người đã rất lo sợ sẽ bị bom đánh trúng. Trong giai đoạn nguy hiểm đó, chính người quản giáo đã trấn an, động viên và bảo vệ chúng tôi khỏi bom đạn." Có lẽ đó là những giây phút mà hạ sĩ và đồng đội cảm nhận được rõ nét nhất, mạng sống treo lơ lửng ra sao khi trên đầu chính là những quả bom của chính quê hương họ. Thế nhưng, Mỹ đâu phải dạng vừa. Sau khi trao trả phi công Mỹ về nước, lại mọc đâu ra những tin đồn về tù nhân Mỹ ở Việt Nam bị đối xử tàn nhẫn. Nhưng rồi, vải thưa không thể che được mắt thánh. Một vị đại tướng từng bị giam tại Hỏa Lò đã trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình quốc gia Mỹ rằng:
The most American people only believe that the prisoners have bad treatment and they don't take care of the prisoners. But I try to explain to people that's not the true story. Không riêng gì đại úy này, rất nhiều phi công Mỹ khác cũng đã dám mạnh mẽ đứng lên, góp phần làm thay đổi suy nghĩ của người dân Mỹ về chiến tranh ở Việt Nam. Cũng từ đây mà làn sóng phản đối chiến tranh của người dân Mỹ tiếp tục được dâng cao và đạt được nhiều thành công. Kể từ năm 1995, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển, đạt được nhiều bước tiến trên các lĩnh vực. Nhiều cựu binh Mỹ cũng đã quay trở lại thăm chiến trường xưa, gặp lại đối thủ và thăm lại nơi mình từng sống, chính là Hilton Hà Nội một thời. Tóm lại, dù là một kế hoạch lớn của chúng ta, nhưng nói đúng ra, trong đó vẫn có cả chữ nhân vô cùng lớn lao đã ăn vào máu của người Việt. Sự nhân ái của dân tộc ta đã khiến cho những tù binh phi công Mỹ thức tỉnh. Họ nhanh chóng thay đổi nhận thức và có cái nhìn khác về cuộc chiến tranh do chính phủ Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Để rồi khi được trao trả, trở về nước, nhiều người trong số họ đã quay trở lại Việt Nam nói lời cảm ơn, nhất là với những người đã cứu sống họ. Giọt nước mắt của những kẻ thù. Biết được rằng, cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cuộc chiến tranh phi nghĩa, rất nhiều những người lính Mỹ ngày đó đã quay trở lại Việt Nam. Họ day dứt với những hậu quả do chiến tranh gây ra, và những lần quay trở lại chỉ với một mong ước, đó là hàn gắn vết thương chiến tranh, trợ giúp các nạn nhân bom mìn, chất độc màu da cam. Hay nói đúng ra là day dứt và biết rằng bản thân nên làm điều gì đó để quãng đời còn lại sẽ bớt ám ảnh, ân hận hơn. Tôi nhớ mãi không quên, trong một trận chiến, một người lính trẻ Việt Nam đã hy sinh. Chúng tôi tìm thấy trong túi của anh ấy bức ảnh của vợ và con. Nó bóp nghẹt trái tim tôi. Anh ấy không khác gì tôi. Có một gia đình, bắt đầu cuộc sống. Những tù binh Mỹ hầu hết đều hối hận về quyết định đó vô cùng. Nhiều người trong số họ từng hào khí vì Tổ quốc, qua Việt Nam vì chính phủ kêu gọi. Thế nhưng, ít ai biết được, đây chỉ là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nhiều người cũng vì hổ thẹn chính mình mà không dám trở lại Việt Nam. Một trong số những phi công đó phải kể đến phi công Jess Devaney. Sau ngày hòa bình, khi biết đến bản thân đã đem đến sự đau thương tột cùng cho người dân Việt, hầu như năm nào ông cũng trở lại thăm chiến trường xưa, làm từ thiện. Và lần cuối cùng này, đó là vào năm 2019, ông cũng đã trở lại Việt Nam, nhưng bằng nắm tro cốt trên tay người vợ và bạn bè của ông. Bà Masha Devaney, vợ người quá cố, cho hay ông mất từ 9 tháng trước. Sau khi hỏa táng tại quê nhà, bà Masha và những người bạn cựu binh của Jess đã quyết định mang một phần tro cốt của ông sang Việt Nam, bởi vì bà biết Việt Nam là tất cả tình yêu và cả sự day dứt của chồng mình. Hay như câu chuyện về cựu chiến binh Mỹ Matthew Keenan, ông từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam từ năm 1970. Năm 2013, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến do nhiễm chất độc da cam khi tham chiến ở Việt Nam. Khi biết mình bị bệnh, ông đã lên mạng tìm hiểu và thật sự sốc khi biết rằng ở Việt Nam, gần 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn tiếp tục có những thế hệ bị nhiễm chất độc hóa học. Hơn ai hết, ông hiểu rõ những mất mát, thiệt thòi, nỗi đau thương mà các em và gia đình đang phải gánh chịu. Đó là nỗi đau da cam. Chính điều đó đã thôi thúc ông lên đường trở lại Việt Nam để làm thiện nguyện, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Năm 2016, ông Matthew trở lại Đà Nẵng. Được một người bạn là cựu binh Mỹ đang sống ở Đà Nẵng, kết nối ông với Hội nạn nhân chất độc màu da cam Dioxin Đà Nẵng. Suốt nhiều năm qua, ông đã gắn bó với hội và cùng những cô giáo, nhân viên ở trung tâm chăm sóc, giúp đỡ những đứa trẻ nạn nhân chất độc da cam ở đây. Các bạn ạ, chỉ ngần ấy thôi cũng đủ hiểu. Sự nhân đạo của chúng ta là có thật. Đó vừa là đạo đức con người, vừa là kế hoạch lớn lao, nhìn xa của nước ta. Còn những tin tức về việc chúng ta hành hạ và tàn bạo với lính Mỹ, có đúng hay không, thì những bằng chứng kể trên, cùng với sự day dứt và nỗ lực của những cựu binh lính Mỹ, những nhân chứng sống, chính là câu trả lời. Họ xâm chiếm chúng ta, giải bom bắn phá chúng ta, trải hàng tấn chất độc da cam xuống nước ta. Từng ấy đã đủ để hiểu khủng khiếp ra sao. Vậy mà chúng ta vẫn đối xử nhân đạo và sự vị tha của chúng ta chắc chắn sẽ khiến cho Mỹ hay những kẻ xuyên tạc phải xấu hổ. Một người Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, sau 9 năm kết thúc chiến tranh,
ông quay trở lại và quá kinh ngạc khi người Việt hỏi ông rằng: trở lại Hà Nội vào năm 1981, tức là 9 năm sau chiến dịch nổi bom lớn nhất của Mỹ vào thành phố này. Tôi đi dạo và có người hỏi tôi rằng: các ông có phải cựu chiến binh Mỹ không? Khi chúng tôi trả lời là đúng vậy, những người dân đã nói rằng: xin chào mừng đến với Việt Nam. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tại sao những người chịu nhiều đau thương mất mát lại tỏ thái độ thân thiện và chào mừng với những người đã tạo ra những mất mát đó? Tôi nhận ra rằng Việt Nam đã vượt qua được và hướng tới tương lai. Từ đó tôi đã nhìn ra một con đường mới, con đường của sự hòa giải, và tôi đã quyết định cống hiến cho quá trình hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ suốt hơn 40 năm qua. Có lẽ trên thế giới này không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở Việt Nam. Chúng ta tha thứ, chúng ta vị tha, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên đi lịch sử khi mà hòa bình được tạo nên bằng xương và máu. Và video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mong rằng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức và góc nhìn hơn về lịch sử, về cách mà ông cha ta đã làm để góp phần tạo nên một Việt Nam hòa bình, vững mạnh như bây giờ. Đừng quên like, chia sẻ video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!